Hôm nay em mới tắm đi lấy bao chân rồi đi. Bao chân màu trắng hay đó con lấy rồi mà. Đúng. Có cái màu che bao chân màu trắng, màu trắng. Còn cái nữa. Đây nè. Đây. Em đang tắm nha. Em tắm xong rồi, bây giờ con đi là một con bé. Rút cái tay lên. Quần nữa. Nay bộ đồ đâu đi học hết. Quay cả đảm bảo ăn coi luôn. Heo hôm nay mẹ Hương tắm, mẹ tắm xong rồi đang mặc quần áo. Mà tắm cởi chuồng sợ Facebook nó tắt mất nên không dám tắm cởi chuồng. Được rồi mẹ ơi. Được rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng vậy em kiểu á. Đóng thùng mà cho nó đẹp nha. Là mình là đàn ông đúng không? Mình là đàn ông con trai mình phải đóng thùng cho nó gọn gàng nghe chưa? Mình nhớ vô. Nghe mình nhớ đâu đây. Đấy quần áo mạnh thường quân cho cứ cái nọ dọn cái kia. À, nón thì vàng, tay thì vàng, quần áo thì màu xanh. Chân thì màu gì? Trắng. À. Màu trắng. Đây giới màu trắng. Ghét ghê cô ơi. Hả? Cái gì? Nói em bé thấy ghét, thấy cưng á. Tắm xong rồi. Tắm nhanh lắm. Đang kia tắm chưa? Rửa tắm chưa? Có lẽ hả? Ủa con kia sao chưa thấy tắm chưa? Ngủ, ba ngủ chưa thức nữa. Ba ngủ chưa thức. Đấy, tắm xong rồi bà con ơi. Nhanh lắm, nhanh lắm. Mẹ sẽ chào nó không? Hả? Không. Ôi, ông còi này ông cứ địch tuấn nãy giờ nè. Bây giờ tắm xong rồi, bây giờ coi như là cho nó ăn thôi, nó bụng. Bây giờ ông bụng. Lấy khăn lót vô miệng em mới được. Đây, đúng không? Không phải. Phải. Lấy khăn sáng đâu lên? Một khăn mạnh mà sáng cầm lắm rồi. Khăn mạnh đông hết rồi. Ờ, nghe nó khăn, khăn sữa rồi. Chờ đây. Cất cái đâu? Cái vỏ nè. Hả? Bỏ cái nửa em vỏ đâu, đâu, khăn, sữa đâu cái vỏ. Đâu mà lấy cái mới kìa, cái bịch mới kìa mẹ. Đâu, đâu. Bịch mới chỗ cái sữa, chỗ cái. À đây. Tắm một loạt mấy em luôn. Kiên tắm rác anh Bảo rồi, rác anh Tuấn rồi. Kiên tắm rác anh Heo, xong rồi rác anh Gà, rác anh Vịt nữa. Này Kiên nào, nó mới uống nồi, nó uống mỏi rồi. Mới uống à? Nó mới uống nồi. Em mới uống thôi, không cho uống nữa. Nó uống nó uống gần hai bình luôn á. Mấy tiếng, mấy đồng hồ rồi. Mất mất tiếng tiếng rưỡi à, uống liền liền à, nó khóc là đút vô là nút chụp chụp nín thinh à. Thằng này nó ăn khỏe lắm, như là 1 tiếng rưỡi hai bình, một bình nó đói nó không chịu nổi. Mà nó đi cầu phân tốt lắm. Rồi con này đi grid đi. Địch tuấn 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 nãy giờ này con không biết có éo địch tuấn 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 nãy giờ nè. Con này nó uống lắm luôn. Không phải nó uống thuốc bổ. Đi. Kiểm tra nó xem là nó kìa đáy. Lết gì đâu ý? Hả? Có lết. Kiểm tra xem em kìa đáy sao? Cái đó bự sao quấn mẹ. Không. Cái khăn trên này, khăn hồng trên đó kìa mẹ.
rồi ngủ chắc lắm đi con. À, tắm cho rác anh Bảo, rác anh Tuấn, rồi rác anh heo, rác anh gà, rác anh vịt, rồi rác anh chó, rác anh mèo đấy, tắm một loạt luôn. Thế bảo người ta không biết tắm, không biết không biết nuôi con, ta hơi bị giỏi. Tắm cho em bé sớm đi cháy. Con kêu bà ta bé tắm cho em bé sớm đi, tối khuya tối nó lạnh. Mình đem cầm được tắm. Đấy, tắm một loạt luôn. Tắm đâu có khóc đâu. Thì con mời người ta vô xem. Hả? Mời người ta vô coi. Ta coi hả? Mời người ta, người ta vô, người ta vô ta coi. Chị ra nào. Con che mất tiêu heo rồi. Đây quay gần heo là xích ra. Đây heo đây. Heo tắm xong rồi ủ cái khăn đó cho nó ấm. Cứ bảo mẹ Hương là không biết chăm rồi pha pha sữa giống như là nước gạo. Vớ va vớ vẩn ăn nói linh tinh. Ta nuôi trẻ con từ năm 18 tuổi đến giờ cứ bảo tao biết chăm trẻ con. Ôi. Ta tắm đây là ta tắm một loạt đây này. Ta tắm một loạt gần chục cháu rồi. Rác anh Bảo là 1, rác anh Tuấn là 2, rác anh Heo là 3, rác anh Gà là 4. Rác anh Vịt là 5 rồi anh hai đứa con kia vịt, chuột, mèo. Chó mèo, chó mèo. Ủa chó mèo, uống chuột trong kia mèo. Quên. Chuột ở trên đi đồng. Người ta tắm xong á, người ta em có khóc tiếng nào đâu đấy. Mấy đứa kia tắm hết hả? Tắm sướng. Nuôi con hơi bị khéo, chỉ mỗi không biết đẻ thôi. Còn cái gì cũng biết. Đẻ cũng biết nhưng mà tại chưa có lấy chồng nên chưa đẻ, sắp tới lấy chồng rồi đó. Cứ như kia. Kali sắp tới là lấy thấy. Ông Việt Kiều cái Kali Kali nhá. Đấy. Anh cưới em không? Anh cưới em không? Sắp tới là lấy chồng rồi đấy, là để được cái gì nhỉ? Còn trứng không? Còn trứng, hả? Còn trứng, trứng nó có dùng không? Cái gì chả biết làm? Làm ruộng, làm nông, nấu ăn. Cái gì chả biết làm? Mặc buồn ngủ rồi. Chỉ tội không biết đẻ thôi. Còn cái gì cũng biết đấy. Không biết đẻ mới không biết ngủ với trai. Cái gì cũng biết. Ngày xưa bếp thở nó mất dậy ấy, đuối luôn. Bếp thở nó mất dậy đuối luôn. Tôi nấu phở luôn ấy. Bếp dê nó không mất dậy tôi đuổi luôn. Tôi nấu lẩu dê luôn. Bếp hải sản ấy, nó mất dậy tôi đuổi luôn, tôi nấu luôn ấy. Cái gì tôi cũng biết. Tiếng Anh tôi còn biết nhá, tiếng Hoa, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Pháp tôi biết hết. Chứ tôi nói bồi, tôi không biết viết. Hỏi gì là tôi trả lời rồi đó, mà tôi trả lời tiếng bồi. Còn nuôi trẻ con quá đơn giản. Không ốm, không đau, không bệnh, không tật, không chết chóc. Chưa cháu nào chết cả. Chưa cháu nào mà phải đi cấp cứu cả. Toàn những là nhặt ở đống rơm, đống rác, sọt rác xong rồi bờ bụi phải đi cấp cứu thôi. Còn đã vào tay mẹ Hương rồi. No, không em nào phải đi cấp cứu. Đây này, đây này, đấy, heo này. Vừa tắm xong rồi. Nói gì giật. Tôi mát tay lắm. Mát tay lắm. Đấy. Chứ không phải đấy thằng Bảo với lại thằng thằng Bảo với lại thằng anh Tuấn ấy ăn cháo trắng không mà nó thông minh lắm, nó học giỏi lắm đấy. Mà nó khỏe như trâu, có ốm đau đâu. Dám anh Tuấn này ra đây. Ra đây mẹ Bảo này. Ra đây. Ra đây phỏng vấn một tí, đứng ở đây. Đứng đây.
Hồng. Cô ơi. Đứng ra đây. Thế đây ngồi đây được. Hồng vấn tí nhá. Hồng vấn Tuấn Anh tí nhá, xem 2 tuổi nó thông thông minh cỡ nào nhá. Đấy, ra đi ngồi mẹ phỏng vấn xong lát mẹ cho điện thoại, ok? Ok, ra đi ngồi. Quay gần vào đây để phỏng vấn thằng Tuấn Anh nhá. Con đây con phỏng vấn mẹ phỏng vấn nhá. Thế con quê ở đâu? Con quê ở đâu? Nói chuyện nghiêm túc. Nó bảo nó quê Bắc Giang. Không, nói chuyện tử tế người ta mới nghe được. Ê, Bắc Giang á, mà mẹ con tên gì? Bắc Giang. Không, mẹ Hương tên gì? Giáp Thị Trang Hương. Giáp gì? Giáp Thị Trang Hương. Đấy, nó bảo mẹ nó là Giáp Thị Trang Hương, nói quay gần vào. Không, cho xích vào, quay xích vào. Giáp Thị Trang Hương. À, mẹ tên là gì? Giáp Thị Trang Hương, Bắc Giang. Mẹ là Giáp Thị Trang Hương, quê Bắc Giang, con Bảo. Anh Bảo tên gì? Quê Giang Bảo. Không, Giáp anh gì? Giang Bảo. Quê ở đâu? Quê Bắc Giang. Ờ, thế là... Đây nói nốt, thế là Bắc Giang á, quê nhà mình á, có đặc sản gì? Có còn bánh cá. Không, bánh gì? Bánh cá. Bánh tráng. Mà nó nói ngọng, bánh cá. Hả? Lại, bánh cá. Bánh tráng, à. Nó bảo là Bắc Giang có đặc sản bánh tráng kế, bánh đa kế. Bánh đa kế. Ờ, đấy, nó nhớ lắm, thông minh lắm. Mình nuôi nó mà mình phải huấn luyện cho nó thông minh. Rồi bây giờ thế này. Bây giờ nói nốt xong á. Có được không? Có nói không? Thôi bây giờ Bảo nói đi, không chơi nó nữa. Thôi đến lượt phỏng vấn Bảo nhá. Thế mẹ tên gì? Mẹ tên Giáp Thị Trang Hương. À. Mẹ. Con ngồi đây. Thế Bảo qua đây ngồi, giả chỗ đó. Bảo qua đây. Bảo qua đây, mẹ yêu con. Qua đây, Bảo nói cái gì nó nghe lời hết đấy. Đấy, tí nữa chia tí nữa mình đi thu dấu. Dạ. Dạ. Ngồi đây, ngồi đây. Giờ phỏng vấn Bảo nhá. Ừ. Thế Bảo tên gì? Bảo tên là Giáp Anh Bảo. Thế mẹ Bảo tên là gì? À, Giáp Thị Trang Hương. À, thế em con tên gì? Tên Giáp Anh Tuấn. À, Giáp Anh Tuấn. Thế đây nhá. Còn mấy em bé quá thôi hỏi đi. Thế mẹ là người tốt hay là người xấu? Người tốt. À, thế mẹ hay giúp đỡ những ai? Người nghèo khổ. Quay đúng mặt nó, mẹ hay giúp đỡ những ai? Người nghèo khổ. À, thế mẹ hay làm công việc gì trong hàng ngày? À, đi. Hả? Mà hàng ngày mẹ làm công việc gì? À, mẹ đi thăm em chùa. Mẹ lại làm gì nữa? Đi giúp đỡ người nghèo, người khổ. Ờ. À. Thế thì mẹ ngủ giờ nào? Mẹ ngủ 3 giờ tối. À, 3 giờ đêm, đúng rồi, nó nói đúng á. 3 giờ đêm đến 9 giờ đêm. Thế mẹ hay ăn gì? Mẹ hay ăn mì tôm. Mẹ hay ăn mì tôm, mẹ tiết kiệm chứ. Nó cứ ăn hải sản. Mẹ ăn cơm. À, mẹ ăn cơm. Thế là mẹ có chồng không? Không. Mẹ có chồng không? Không. Thế có bồ bịch lung tung không? Không. À, hôm tối mẹ ngủ với ai? Tối mẹ ngủ với con. Thế mẹ có lăng nhăng nhậu nhạt say xỉn bao giờ không? Không. Đấy. Ừ. Thế mẹ quê ở đâu? Quê Bắc Giang. Thế quê ở Bắc Giang thì coi như Bắc Giang có đặc sản gì? Có đặc sản. Bánh tráng kế. Bánh tráng kế. Ừ. Rượu Làng Vân. Làng Vân. Thế con mấy tuổi? Con 6 tuổi. Con học lớp mấy? Con học đúng rồi. Thế cô giáo có nó khen con học giỏi hay học dốt rồi? Giỏi. Khen học giỏi học không ngoan đâu. Ờ. Thế con sở thích con ăn cái gì? Con sở thích con ăn gà rán. Con ăn gà rán hả? Ăn gà rán giết người ta vỡ nợ luôn đấy. Bà ăn con to. Mẹ có hay đánh con không? Không. Ngoảnh vô. Mẹ có hay đánh con không? Không. Ờ. Thế mẹ có yêu con không? Có. Thế ai tắm cho con? Quay mẹ mặt nó. Ai tắm cho con? Mẹ. Ai cho con ăn cơm? Mẹ. Thế tối ngủ với ai? Mẹ. Thế ai đưa con đi học? Mẹ. Thế ai đón con về? Mẹ. Ừ. Thế mẹ yêu mẹ con cảm nhận được là mẹ yêu con không? Có. Thế mẹ tuyệt vời hay là không tuyệt vời? Tuyệt vời. À, trên cả tuyệt vời.
Em là tuyệt vời, đẹp. Mẹ đẹp hay xấu? Đẹp. Đẹp giống ai? Đẹp giống người mẫu. Giống ai? Người mẫu. Nói to cho người ta nghe. Đẹp giống ai? Người mẫu. Đẹp giống ai? Giống người mẫu. Mà ai giống mẹ và giống mẫu. Giống mẫu. Giống mẫu hậu hay giống, nó là giống người mẫu. Giống mẹ, giống người mẫu. À thôi, bữa nay em nói em phỏng vấn anh thế thôi nhỉ. À bây giờ em phỏng vấn người khác thì chúc sức khỏe anh mạnh khỏe rồi gia đình hạnh phúc. À, chúc anh Bảo coi như là ngoan học giỏi, thương mẹ Hương, giúp đỡ mẹ Hương ơi. À, bảo vệ mẹ Hương nghe không? Hôm nay tôi là phóng viên đài truyền hình Tiếng Nói Việt Nam. Tôi phỏng vấn anh Giác, anh Bảo. À, tôi rất chân thành cảm ơn anh đã nói cảm xúc về mình. Anh rất đẹp trai. Cho hỏi anh có bạn gái chưa? Chưa. Cho hỏi anh có bạn gái chưa? À, lớn lên anh nguyện vọng của anh làm mô làm chí làm công việc chí? Làm công việc công an. Làm công an à? À anh làm công an là để làm chí? Để lấy tiền. Ui giời. Không. Để lấy tiền đưa cho mẹ. Làm công an để làm cho mò đi giao tiền. À làm công an nó lấy tiền về đưa mẹ đấy. À, tương lai cho hỏi anh Bảo, tương lai anh lấy mấy vợ? Lấy một vợ. Anh có thương yêu vợ anh không? Có. Thôi thời gian không cho phép, xin phép anh tạm dừng ở đây. Dạ. Hôm sau thời gian không cho phép. Hôm sau em phỏng vấn anh ơi, giờ phỏng vấn con nhá. Thế mày xong rồi, xong bye bye xong rồi bảo mày ra ngồi đây để phỏng vấn nó lên. Ok trời ơi, ok đâu ra vậy, đi học ok vậy. Cho em là phóng viên đài truyền hình Tiếng Nói Việt Nam, cho em hỏi anh Giáp anh Tuấn một chút xíu. À, mẹ anh tên chi? Mẹ anh tên chi? Mẹ anh tên gì? Mẹ anh tên gì? Đó. Mẹ anh tên gì? Mẹ Giác anh tên gì? Mẹ anh Trứng. Mẹ thì Trứng. Mẹ ấy. Giáp gì? Mẹ Giác anh Tuấn tên gì? Giáp Tuấn tên gì? Mẹ em. Yên nào. Mẹ em tên gì? Giáp thì Trứng Giác Trứng. À, mẹ em là Giáp Thị Xuân Hương, Giáp Anh Tuấn. Em tên chi? Có chi chi. Đó. Tên gì? Em tên gì? Giáp Trứng Giác chị. À, thế anh trai tên gì? Giáp Anh Bảo. À, Giáp Anh Bảo. Em mấy tuổi? 2 tuổi. À, quê em ở mố? Quê nào? Bắc Giang. À, quê em ở Bắc Giang. Ok, cảm ơn anh. Với lại cho em hỏi một chút. Dạ. Cho em hỏi một chút. Thì ở Bắc Giang quê anh có đặc sản gì ngon nhất? Cá trắng đắng hoặc chả cá trắng trắng. À, có bánh tráng. Ok. Còn Bắc Giang có bánh tráng, có cá. À, Bắc Giang có bánh tráng. Cho tôi là phóng viên đài truyền hình Tiếng Nói Việt Nam, cho tôi hỏi một chút. Dạ. Dạ. Anh yêu ai nhất? Mẹ. À, anh yêu ai nhất? Mẹ ai? Ơi. Tin anh. À, mẹ anh là người tốt hay là người xấu? Người mẹ. Mẹ anh là người tốt hay là người xấu? Người tốt hay người xấu? Người tốt. À, mẹ anh là người tốt. Ok, mẹ cả. Mẹ anh bảo nói là xấu, okay. Mẹ tôi nói là tốt. À, mẹ anh là người tốt. À, ok. Mẹ là người xấu. À. Mẹ là tốt và mẹ là xấu. Ok, mẹ là tốt.
quá mệt mỏi. Anh yêu ai vậy? Yêu mẹ. À, mẹ yêu ai vậy? Mẹ. Mẹ yêu ai nhất? Mẹ yêu ai vậy? Yêu mẹ. Ok, mẹ yêu. Thì anh thích ăn chứ? Ăn cơm chứ? Cơm trứng. Anh thích ăn cơm gì? Ăn cơm trứng. Ăn cơm trứng hả? Không, nó bảo ăn cơm trứng. Ăn cơm trắng. À, ăn cơm trứng. Bảo cơm trắng. Ăn cơm trắng. Ăn cơm trứng mà. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội chuyển sang tới Sài Gòn. Bây giờ thời gian không cho phép, đài tiếng nói Việt Nam chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Chào hai anh bạn trẻ, tạm biệt, bye bye. Chúc hai anh bạn trẻ hay ăn chóng lớn. Bye bye đài truyền hình, bye bye khán giả đấy. Bông đây. Mì gió đi. Bye. Con mi gió. Tin đi, tin. Bye. Bye, tin chuyển gửi tin. Con lại. Tim. Ơi. Cảm ơn đi. Cảm ơn mọi người đi. Cảm ơn mọi người. Khoanh tay lại. Khoanh tay lại. Thôi được rồi. Rồi, bye bye.